Chào mọi người, hôm nay mình sẽ vẽ một bức tranh bằng những cái vật dụng này. Mọi người chờ trong giây lát sẽ biết mình vẽ bức tranh gì nhé. Còn đây là rau bắp mình sẽ làm tóc cho cô gái. Bây giờ mình sẽ trang trí cho cái khung hình cho bức tranh. Thank you.
mình cũng đã làm xong cái bức tranh từ những cái vật dụng mà theo chủ đề cái nhà lá vườn của mình rồi. Mọi người xem có đẹp không? Nếu những cái vật dụng bỏ đi, mình có thể tận dụng lại để làm những cái vật trang trí ở trong nhà thì sẽ không bị uổng phí. Mọi người xem video của mình hay á thì like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có cái động lực mà mỗi ngày mình sẽ làm video hay hơn để cho mọi người xem và giải trí. Giờ thì mình sẽ dừng video đây và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chào tạm biệt mọi người.